Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Ngô Phương KDS, kênh chia sẻ những kinh nghiệm thực tế về sửa điện tử ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái máy đánh trứng nè các bạn. Đó, đánh trứng, đánh bột để làm bánh đó. Này. Đó. 300W, 220V đến 230V ha. Rồi, thì hiện tượng của nó là do mà cái lúc mình xài đó các bạn. Mình cho đồ vô nhiều, mình đánh nó với cái số lớn nè. Ví dụ như mình cho cái số lớn nè. Mình đánh mình đè nó hơi mạnh đó. Cái máy này thì nó không có mạnh mấy, cho nên nó bị chạm. Rồi, thì bây giờ mình tiến hành mở máy lên để xem coi cái hiện tượng chạm của nó là như thế nào ha. Đó, giờ ghim điện vô nè. Tắt đi. Ghim điện vô. Rồi, mở điện lên ha. Nè, mở lên các bạn xem mà lửa nó đánh đó. Thôi giờ mình tắt đèn ha. Đó. Rồi. Đó. Thì hiện tượng của nó là bị vậy đó các bạn, nó chạy nhưng mà nó bị đánh lửa rồi nó yếu lại, nó không có còn mạnh nữa. Rồi, tiếp theo thì mình tháo nó ra. Đó. Đây, dăng hai cái lò xo ra. Rồi, bây giờ là tiếp theo là mình quan sát cái động cơ của nó ha. Đây. Đây là toàn bộ cái phần bên trong động cơ nó. Rất là đơn giản các bạn. Cái phần như cái số nữa các bạn. Đó. Tắt nè. Đó. Rồi, thì sau khi mà mình quan sát xong giờ mình gỡ lên nè, nó có cái khớp á. Mình gỡ lên mình lấy nó ra. Thì bên trong nó cấu tạo thì nó có một cái cuồng điện nè, nó giống y như cuồng điện ở trong cái quạt gió của mình nè các bạn. Đó, là thay vì cái lõi này là cái cục sắt ở trong ha. Nhưng mà nó đổi lên thành cái cuộn dây. Nó mới mạnh các bạn. Nếu như cái lõi này mà là cái cục sắt á thì nó sẽ không có mạnh. Đó, nó chạy nó không có mạnh. Rồi tiếp theo thì mình kiểm tra quan sát coi có bị cháy nổ gì không ha. Nè. Lỗi nè. Đó, thì không thấy cháy, không thấy nổ. Than thì thấy nó cũng còn nữa các bạn. Đó, đây. Than nó còn nữa các bạn. Đó, thì đầu tiên thì tháo ra mình kiểm tra cái cục than của nó trước ha. Đó, đây cũng vậy. Đổ cục than nó ra. Đó. Hai cục nó còn. Rồi. Thì trước mắt là than nó còn nguyên. Mà nó chạy bị đánh lửa. Thì mình kiểm tra như thế nào? Thì nếu như mà các bạn là chuyên ở trong nghề thì mình nhìn sơ qua mình biết nó chạm gì liền ha. Còn cái này thì mình chia sẻ với các bạn mà mới hoặc là đang học muốn tìm hiểu về cái động cơ này nó chạy như thế nào. Thì từ từ thì mình học từ cái đơn giản nhất ha. Đó, tiếp theo thì mình tháo nó ra. Tháo nó ra để kiểm tra. Giờ phải tháo hai cái bánh này ra nè. Đó, hai cái bánh đăng này ra mới tháo được cái động cơ ra ha. Thì muốn tháo hai cái bánh răng nó ra thì mình phải tìm cái cây để mình cạy cái phe nó ra đó các bạn. Cái phe nó nằm ở dưới nè. Đó. Nè. Cái phe nó nè. Đó, dưới một cái miếng ron kiểu lông đờn đó. Rồi, đẩy lên lấy cái này ra. Bên đây cũng vậy luôn ha. Đó, mình lấy ra để mà mình gỡ cái phần lõi ở trong ra ha. Rồi, tiếp theo mình giãn ốc ra. Ở đây nó có hai con ốc nè.
dặn ra. Đây, cái lỗi này nè các bạn. Để này quăng bên đi. Đó, thì mình kiểm tra cái lỗi này. Thấy là nó trước mắt ấy, mình nhìn mình không có thấy nó bị cháy hay là bị gì các bạn. Không có đứt, không có cháy. Thì cũng như là mấy cái lỗi này mà thợ mà chuyên về nó thì người ta chỉ cần nhìn ban là người ta biết được nó hư cái gì. Còn ở đây mình thì mình lâu lâu mới gặp một lần thôi. Mình sửa chủ yếu là sửa cho biết thôi. Đó. Thì muốn nhận biết nó chết hay là nó còn á thì các bạn phải cần có cái cục này. Đó. Cái này là do mình không có cái thiết bị làm giống như mấy anh, mấy bạn ở trên YouTube. Thì mình làm giả chiến thôi. Mình tháo mau lẹ để mình biết nó có hư hay không thôi. Đó, ở đây là cái này là cái của cái quạt gió đó bạn. Mình tháo con điện ra. Mình quấn lại vài trăm vòng cho cái cuộn điện của nó nè. Rồi ra hai cọng dây thôi. Ở đây thì mình quấn ít vòng cho nên mình chỉ xài cho DC. Mình xài DC thôi, là bình 12 mình đó các bạn. Đó. À, xài cái bình này nè. Đó. Rồi, bây giờ mình mới kiểm tra coi coi nó có bị hư hay không. Thì cũng như là những chia sẻ trên YouTube á, anh em ta chỉ là nó đặt trong gì, rồi mình tìm cái miếng kim loại. Giống như cái kim loại nào mà nó hít được các bạn. Đó. Cái nào hít được thì mình đặt lên. Mình rà. Mình vừa kẹp vô bình, mình vừa rà. Xem coi nó cái thằng nào mà nó bị hút quá. Nó hút cái miếng này vô trong cái này nè các bạn. Thì nó sẽ bị hư. Rồi thì bây giờ mình mới thử ha. Nè, đưa vô bình là nó sẽ hút cái thằng này. Đó. Hút cũng cũng mạnh lắm các bạn nè. Đó. Rồi, bây giờ mình mới thử ha. Thử coi coi nó có hút không. Thử cái rãnh khác. Hút nè các bạn. Đó, hút nè. Nó hút hết hai ba rãnh nữa các bạn. Thì có nghĩa là cái lỗi này nó bị hư rồi nè. Bây giờ mình mới tìm cái lỗi khác, cái lỗi mà nó còn tốt luôn. Để mình thử coi nó có hút giống vậy không ha. Đây nè. Lỗi này mình lấy ở trong cái động cơ của máy xay sinh tố nữa các bạn. Ừ. Bây giờ mình mới đặt cho mình rà thử coi nó có hút không. Không hút nè. Đó. Không hút nữa các bạn. Thì cái lỗi mà nó còn nguyên là nó sẽ không có bị hút ha. Rồi, vậy là mình đã biết được nó bị hư cái lỗi này các bạn. Đó. Thì lỗi này nếu như mà mình có được cái lỗi này mình thay á thì nó nhanh ha. Mà không thì mình phải quấn lại. Cái này nó cũng đơn giản lắm, quấn đơn giản đó các bạn. Nó quấn cái kiểu mà hai cái cuộn đối xứng với nhau các bạn. Quấn một lần hai cuộn ha. Đây, nó có cái cuộn cuối cùng nè. 1 2 3 4 rãnh nè. Mình bỏ ra 4 rãnh, lấy hai rãnh. Hai rãnh đó đấy mình quấn cái cuộn thứ nhất. Đó. Rồi tiếp theo thì mình cũng bỏ 4 rãnh, mình lấy hai rãnh đó để mình quấn song song với cái rãnh trước nữa các bạn. Đó. Quấn cùng chiều ha, ví dụ mình quấn cái chiều này nó như vậy. Thì cái cuộn bên đây mình cũng quấn cái chiều như vậy luôn.
Đó, nè, quấn chịu vậy. Đó. Rồi, quấn xong thì mình cứ ví dụ như mình mở ra làm sao thì mình quấn lại như vậy, ví dụ mình không biết á, mình không biết á thì mở ra sao quấn lại vậy, với lại làm dấu cái hai cái cuộn đầu tiên á các bạn. Ha, làm dấu hai cái cuộn đầu tiên cũng như là hai cái cuộn cuối cùng mình tháo á. Đó. Để mà mình quấn lại. Xong đổ vẹt ni. Mình đổ một cái lớp vẹt ni cho nó cứng cái bó dây của mình lại. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tháo ra. Rồi mình làm dấu lại mấy cái rãnh nè. Rồi mình quấn lại ha. Dẹp mấy cái này đi. Đó, cái này thì mình chủ yếu là sửa lại cho biết thôi, chứ cũng không có chiên gì mấy ha. Thì cái cuộn dây cuối cùng của nó là mình dò trên đây mình kiếm nè. Đây nè, cuộn dây cuối cùng nè. Đây. À, cuộn dây cuối cùng thì mình dò mình kiếm mấy cuộn cuối cùng. Đây là hai cái cuộn cuối cùng cũng là hai cái cuộn đầu tiên nữa các bạn. Đây để mình làm dấu ha. Đó, đây là hai cái cuộn cuối cùng nè. Bạn thấy có cái hai cái đầu nối của cái dây của mình lại nè. Đó. Cuộn cuối cùng cũng là cái cuộn đầu tiên luôn. Bên đây cuối cùng cũng là cuộn đầu tiên luôn ha. Nè. Đó. Thì trong cái quá trình mình tháo ra là các bạn nhớ quan sát cho kỹ ha. Mình không có chiên cho nên là khi mình tháo ra phần nào thì mình nhớ hoặc là làm dấu lại phần đó ha. Đó, ở đây mình tháo ra cái cuộn này nó ngay đây, nhưng mà lúc mà mình tháo ra, lúc mình tháo cuộn dây ra là nó nằm bên đây nè các bạn, cuộn dây bên đây nè. Đó. Mà mình tháo cái chỗ này thì nó vòng qua đây để mình tháo cuộn dây bên đây nè các bạn. Đó, quấn lại thì nó cũng vậy luôn. Đó. Rồi, bây giờ tháo ra ha. Thì đầu tiên mình tháo đại một trong hai cuộn nó ra đi. Đó, bây giờ mình tháo cuộn bên đây trước nè. Các bạn lẩy cái này lên đó các bạn. Đó. Mình lẩy nó ra vậy ha. Rồi mình khều cái đầu dây ra. Đây. Được một cọng rồi nè. Đó, các bạn mở ra nè, mở ra nè. Đó, nó là chiều bên đây nè các bạn. Là cuộn bên đây nè. Đó, nè. Đó, mở ra nè. Đó, nó là cuộn bên đây. Thì nó sẽ là lúc quấn vô nó thuận chiều kim đồng hồ các bạn. Nè, mình tháo ra là ngược chiều kim đồng hồ nè. Đó, nè, tháo ra nó vậy. Lúc quấn vô nó vậy. Các bạn nhớ là quấn ngược thuận chiều kim đồng hồ ha. Đó. Rồi, cái bên đây cũng vậy nữa nè. Cái cuộn bên đây thì mình tháo bên đây nữa các bạn. Đó. Cuộn bên đây thì mình tháo bên đây để mình lấy cuộn bên đây ra, tháo một lượt hai cuộn ha. Rồi bây giờ mình tiến hành tháo luôn. Rồi bây giờ mình nếu như các bạn làm dấu xong rồi đó thì mình tiến hành tháo ra. Mình tháo ra để mình quấn lại ha. Đó. Thì cái phần mà tháo ra thì mình cho nó là màu màu đỏ nè các bạn. Hai cái rãnh cuối cùng nằm đây nè. Đó, hai rãnh cuối cùng nè.
đây. Đây là cái phần dây cuối cùng nè các bạn. Đó, dây cuối cùng nè. Nè, mình mở đầu bên đây ha. Thì nó sẽ qua cái cụm bên đây. Đó, nè. Đó. Đây cũng vậy nè. Mình mở đầu bên đây. Thì nó sẽ qua cái cuộn dây bên đây. Bây giờ là mình đã tháo ra luôn nè các bạn. Tháo ra hết rồi nè. Trong lỏng nè. Thì ở trên đây mình có ký hiệu nè. Đó, một là cuối nè. Một là đầu nè. Đó thì các bạn đối xứng với nhau ha. Rồi. Vậy thì mình mới quấn. Ở đây thì mình có lựa ra dây nè. Dây mình có đo thấy là nó là dây 012 các bạn. Đó, dây 012 ha. Rồi bây giờ mình mới quấn. Thì cái cuộn dây đầu tiên, cạo cái đầu dây nó cho nó sạch ha, để cho nó ăn điện á. Rồi bây giờ mình mới gầy cái dây đầu tiên nè. Dây đầu tiên là đầu 1 nè. Đó, mình gầy cái dây đầu tiên là dây đầu 1. Thì hồi nãy là mình đếm bỏ 4 rãnh, 1, 2, 3, 4 rãnh nè. Là hai cái rãnh kế tiếp là mình mới xài ha. Đó, đây. Thì cái đầu nó nằm bên này, là cái cuộn dây nằm bên đây nha. Đó. Rồi ở đây thì mình có đếm được một bối là nó 170 vòng nữa các bạn. Đó, thì cứ vậy mình quấn. Thì thường thường mình quấn cái cuộn bên đây xong thì mình quấn luôn cái cuộn bên đây. Là hai cuộn mình quấn một lượt và là một lớp đó các bạn. Nếu quấn một lượt á, nếu như mình quấn cái kiểu của cái này nè. Đó, quấn theo kiểu này thì một cuộn mình quấn tới. Quấn một cuộn một à, quấn tới luôn. Còn mình quấn theo kiểu này. Đó, thì mình quấn hai cái cuộn song song nha các bạn. Cứ hai cuộn song song với nhau. Chừng nào mà nó giáp mối hết thì thôi. Rồi, bây giờ tiến hành quấn lại 170 vòng. Đây nè các bạn. Đây mình quấn được hai cuộn rồi nè. Đây cái dòng này là cái dòng cuối cùng nè của cái cuộn dây này ha. Đó mình dòng ra sau nè. Dòng ra sau. Ra sau là ngay cái bối dây này nè. Đó. Tại vì cái đầu này là cái dây đầu nè các bạn. Thì cuối nó nằm đây nè. Đó. Đó cuối nằm đó ha. Xong mình mới quấn lòn ra ngoài sau nè. Tiếp theo cái rãnh này nè. Đây nè. 1, 2, 3, 4 rãnh nè. Là tới đây nè. Đó. Rãnh này nè các bạn. Với rãnh này. Đó là mình quấn tiếp nữa. Là nó vậy nè. Đó. Nó đúng là vậy nè. Nhưng mà trước khi mình quấn là phải cạo cái đầu dây ngay đây nè các bạn. Đó, mình cạo cái đầu dây ngay đây nè. Cho nó tiếp xúc tốt với cái lam nè. Đó. Rồi bây giờ tiếp tục cứ vậy mà các bạn quấn. Đây mình quấn ở đây thì đối xứng với nó là bên đây. Rãnh này. Rãnh này với rãnh này. Ha. Đó, đối xứng với nhau là hai cuộn điện nó song song như vậy nè. Đó, tiếp tục vậy mình quấn cái này cho nó hết cái này thôi. Mà mình quấn là nó ve lại các bạn. Nè này mà cái này vô số 1 đi thì số 2, số 3, số 4, số 5 nhưng mà cái dòng mình quấn tới. Nhưng mà vẫn ve lại, ve chừng nào đụng tới cái thằng này. Thì thôi. Là nó đầy đó. Rồi, bây giờ mình tiến hành tháo ra. Đó, tháo ra để mình cạo cái đầu dây này nè. Đó, sáng lên rồi mình mới quấn vô, một vòng cũng được mà hai vòng cũng được lên trên đây nè các bạn. Trước khi đó thì mình vệ sinh cái lỗi này trước nè ha. Đó, mình vệ sinh cái lỗi này trước nè. Rồi mình đo lại. Dẫn thang nhân 10 kg nè. Mình đo lại coi mấy cái lỗi nữa có bị chạm, bị rỉ không. Đó, nè, ví dụ như vậy là không có bị chạm, không bị rỉ nè. Lên nè. Đó. Nè. Đó. Không có chạm, không có rỉ ha. Vậy là cái đầu này nó mới tốt các bạn. Rồi, bây giờ tiến hành quấn thôi ha. Đây, bây giờ mình đã quấn được
hai cuộn nữa nè các bạn. Đó, tiếp theo thì mình cứ như vậy mình quấn ha. Nhưng mà mình quên chia sẻ thêm với các bạn là mình quấn bằng cái này nè các bạn, chứ không có quấn bằng máy ha. Đó, vậy đó là mình quấn vô cái khe đó các bạn, nó không có bị cọ vô cái lõi sắt ở ngoài đó, làm trầy dây của mình đó. Đó, rồi thì bây giờ cái cách quấn của mình là vậy, tại vì lâu lâu mới gặp lần á, cho nên không có quấn bằng máy á. Đây, sau khi mà mình đã quấn xong rồi nó đường về nè các bạn. Đó, đây chưa có đổ vẹt ni các bạn. Đó, ok ha. Rồi bây giờ mình đo cái xem cỡ dây của nó tiếp xúc tốt chưa. Đây, lên nè, dàn cao chút dễ thấy ha. Nè, rồi ok ha. Rồi bây giờ chỉ việc là đổ vẹt ni vô, xong rồi mình đưa vô máy mình thử thôi ha. Rồi bây giờ đi đổ vẹt ni. Rồi sau khi mà mình đã đổ vẹt ni nó khô rồi nè các bạn. Đó, nó khô cái cuộn dây của mình rồi. Giờ mình tiến hành ráp lại ha. Đó, sau đó mình xây nè, nó bị cứng cốt nữa các bạn, gõ nhẹ nhẹ ha, rồi nhẹ lên nè. Đó, rồi tiếp theo là mình bỏ than vô. Bây giờ mình mới mở lên thử ha. Lấy cây kìm mình chịu nó lại để nó chạy nó giật các bạn. Đó, rồi mở lên ha. Đó nè, rồi ok ha. Tiếp theo là mình ráp lại. Đó, cuối cùng là đã hoàn thiện rồi nè các bạn. Giờ mở lên ha. Nè, hết đánh lửa rồi ha. Đó, rất là đơn giản. Thì vừa qua mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách sửa lại một cái máy đánh bột nữa các bạn. Đánh bột gia đình ha, nó bị chạm cái lỗi rồi. Thì nếu như thấy video bổ ích thì các bạn bấm like, share và đăng ký kênh ha, để nhận được nhiều video mới hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau nha.